Hôm nay mình quay cái nô đơn làm tàn dù này. Những cây này đều là cây thuần chậu và đã làm tán dù tròn đẹp nhé các bạn nhé. Đây, như làm như này xong thì những cái mầm nó bật lên nó sẽ kín tàn. Mình giới thiệu thêm với các bạn về cái kỹ thuật làm tàn dù nhé. Thì ở đây là bao giờ cũng thế, khi mà cái cây bị đơn bụi như thế này, người ta sẽ quấn, mình sẽ quấn nó vào cho nó khít vào nhau, khít vào nhau như này, sau đó thì làm khung, khung bằng sắt nhé. Và đây có bốn cái thạch ngang chia đều ra như là một cái nón. Còn trên này thì mình sẽ chia cái tay cành làm sao để cho nó cân đối. Đặc biệt là các bạn để ý là đây này, các bạn nhìn những cái cành chia nó đi theo các cái đường chuyển động, nhìn nó có cái thẩm mỹ một chút nhé. Thì sau này cái bản thân cái cành này nó to lên thì nhìn cái độ nắc của nó sẽ đẹp. Đấy, còn bình thường như những nhà khác thì người ta sẽ chia thẳng nha. Chia thẳng như này thì nhìn nó sau này nó dày nó sẽ xấu. Nhưng mà đây mình lượn như này thì mình tận dụng được tối đa cái nguyên liệu của cái cây. Và sau này khi mà cái thân nó lớn lên thì nhìn cái cây tàn nó sẽ rất là đẹp. Đây, khi mà cây bật mầm thì nó sum tàn dần và nó kín. Bấy giờ nó sẽ như là một cái nón. Cái gốc ở đây thì thường nó tầm ngón tay cái rồi. Ở đây nhà mình có số lượng đầu trăm nhé. Đây, như những cây này nó đã sum tàn rồi này, thì có hai cách. Một là mình lại vít nó xuống để cho nó dày tàn, hai là mình xén các đầu ngọn này thì nó sẽ lì cái ngọn. Lúc bấy giờ thì cái tàn nó sẽ kín mít và nhìn cây nó sẽ đẹp. Khi mà nở hoa ra thì nó như một cái mâm hoa. Ở đây nhà mình có số lượng rất là nhiều nhé. Các bạn mà cần đặt mua sỉ thì liên hệ với mình. Số điện thoại của mình là 0977 999 046. Riêng về mẫu đơn thì nhà mình bán rất là nhiều nhé. Nên là chủ yếu là bán sỉ là nhiều. Bạn nào mà cần số lượng sỉ, số lượng lớn ấy, thì liên hệ với mình. Còn những cái chậu này thì mình bán cả lẻ luôn.